Tưởng chừng như với việc chỉ phải đến làm khách trước một đội bóng chỉ đang lặn hụp trong nhóm cầm đèn đỏ như Torino ở vòng đấu vừa qua, thì Fiorentina đã có thể nghĩ đến cho mình một kết quả tốt nhất mà ra về. Tuy nhiên, kết quả mà đoàn quân của huấn luyện viên Prandelli có được chỉ là trận hòa với tỷ số 1-1. Dẫu cho đây không phải là kết quả quá tệ, nhưng để có được một điểm rời khỏi thành Turin, thì La Viola đã phải đánh đổi một cái giá vô cùng đắt khi có đến hai cầu thủ phải nhận lấy chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Gibello. Với việc phải chơi thiếu đến hai cầu thủ trong vòng 20 phút cuối giờ, thì việc có được bàn thắng dẫn trước của họ cũng không có quá nhiều ý nghĩa, và đến khi trận đấu sắp khép lại, thì cũng là lúc cơ hội giữ lại 3 điểm trọn vẹn của họ cũng tan biến theo. Với trận hòa này thì Fiorentina đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A với 22 điểm, hiện vẫn đang nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ lúc này đang là 7 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Fiorentina sẽ quay về thi đấu trên sân nhà, và đối thủ của họ sẽ là đội bóng xanh đen đến từ thành Milan. Điểm qua 7 trận đấu gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Prandelli, họ chỉ có cho mình 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 3 trận. Dẫu cho vẫn có được 2 chiến thắng để gọi là, nhưng thẳng thắn mà nói thì 2 chiến thắng đó là điều mà La Viola có muốn từ chối tiếp nhận cũng khó, bởi cả 2 chiến thắng đó đều được diễn ra ngay trên sân nhà của họ, và cả 2 đối thủ khi đó đều là những đội bóng đang lặn hụp trong nhóm cần đèn đỏ như Crotone hay Cagliari mà thôi. Càng đáng nói hơn, khi trong cả 8 trận được chơi trên sân nhà gần nhất thì Fiorentina cũng có thành tích tương tự. Ngoài 2 trận thắng vừa kể trên, thì họ có thêm 1 trận thắng trước đội bóng vô danh tiểu tốt như Padova tại Coppa Italia, còn lại 5 trận không thắng trên sân nhà. Rõ ràng với phong độ thi đấu đang rất bết bát như hiện nay, mà còn phải thi đấu thiếu quân với 2 chiếc thẻ đỏ đang thi hành án treo giò, thì chẳng có chút cơ hội nào để Fiorentina có thể làm nên cơn địa chấn ở vòng đấu này. Về phía đội khách, Inter Milan đang đứng trước nguy cơ rất lớn không thể góp mặt vào chung kết Coppa Italia mùa này, khi trong trận đấu lượt đi với Juventus trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua, thì họ đã để thua với tỷ số 1-2. Dẫu cho chỉ mất chưa đầy 9 phút thi đấu, để các học trò của huấn luyện viên Conte xé toang mảnh lưới của bà đầm già thành Turin và vươn lên dẫn trước, thì cũng với số phút ấy vào giữa hiệp 2, Nerazzurri đã để thủng lưới đến 2 bàn thua liên tiếp, và đồng thời khép lại trận đấu lượt đi với tỷ số 1-2. Nếu như không thể vượt qua Juventus ở trận đấu còn lại, thì đây sẽ là lần thứ 10 liên tiếp mà họ không thể đặt chân vào trận chung kết của giải đấu. Tuy nhiên đây là chuyện vào giữa tuần sau. Trước đó, tại vòng 20 Serie A, Inter Milan đã làm gỏi Benevento bằng chiến thắng với tỷ số 4-0. Và với chiến thắng này thì đội bóng của huấn luyện viên Conte vẫn đang đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 44 điểm, vẫn đang kém gã hàng xóm Rossoneri 2 điểm. Trở lại với chuyến hành quân lần này, nếu như chỉ tính riêng tại giải đấu cao nhất xứ sở Mì Ống, thì Inter Milan đang có cho mình chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây sẽ là cơ hội không thể nào tốt hơn để cho đoàn quân của huấn luyện viên Conte tìm lại cảm giác chiến thắng trên đất khách, bởi trước đó trong 4 trận phải thi đấu xa nhà mới đây, thì Nerazzurri cũng chưa biết mùi chiến thắng là gì trong 90 phút thi đấu chính thức, khi có 3 trận hòa và để thua 1 trận. Người hâm mộ của Inter Milan cũng đang rất trông chờ một chiến thắng ở trận này, để đội bóng con cưng của họ chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trên sân nhà của Fiorentina, cũng như bước chạy đà trước khi trở lại màn tái đấu với Juventus ở trận lượt về Coppa Italia vào giữa tuần sau. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Inter Milan đang có cho mình 5 chiến thắng và 4 trận hòa trước Fiorentina. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Fiorentina với Inter Milan, tỷ lệ nổ tài của Fiorentina đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 40% kết quả về lẻ. Fiorentina ghi được 11 bàn, để thủng lưới 13 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Inter Milan đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 40% kết quả về lẻ. Inter Milan ghi được 21 bàn, để thủng lưới 12 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,1 bàn. Dự đoán kết quả Fiorentina với Inter Milan. Dẫu cho Inter Milan đang có thành tích sân khách không phải là quá tốt, hay đã 4 trận gần nhất không thắng trên sân nhà của Fiorentina. Nhưng với tình hình như hiện nay, thì Inter hoàn toàn có được chiến thắng từ 1 đến 2 bàn thắng vào lưới của đối thủ. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.